Khi mình xem lại cách mình nói thì mình có thể đánh giá về mặt khẩu hình, mình nghe lại cách mình nói thì mình có thể tự đánh giá lại về cách phát âm. Xin chào mọi người, mình là Linh. Trong video ngày hôm nay, Linh sẽ chia sẻ cách Linh đánh giá kỹ năng nói của bản thân khi tự học tại nhà. Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ những khó khăn của việc tự luyện tập kỹ năng nói. Mình đã thống kê những thắc mắc của mọi người trong thời gian vừa qua. Khó khăn thứ nhất là chúng ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Có nhiều bạn băn khoăn là nên luyện phát âm theo bảng phiên âm quốc tế trước hay nên nhảy vào nói luôn. Các bạn khác lại rất băn khoăn trước việc lựa chọn tài liệu hoặc là chủ đề luyện tập và sử dụng phương pháp nào thì hiệu quả đây. Khó khăn thứ hai là nhiều bạn không tin tưởng vào hiệu quả của sự tự học bởi vì mọi người cảm thấy là ngữ pháp và từ vựng của mình còn hạn chế, kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu thì vẫn chưa vững, cho nên khó mà có thể làm theo được những hướng dẫn ở trong video hoặc trong sách. Khó khăn thứ ba đó là chúng ta không có đủ động lực để tự luyện tập. Có bạn chia sẻ với mình là bạn ý thấy rất xấu hổ khi nghe thấy giọng tiếng Anh của bản thân. Bạn khác thì lại gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian học và có rất nhiều bạn cảm thấy quá lâu tiến bộ cho nên rất là nhanh nản trong việc tự học. Khó khăn cuối cùng mà theo Linh là chướng ngại lớn nhất trong việc tự học đó là chúng ta không có người nhận xét hay là giúp mình sửa lỗi. Bởi vì khi mà mình tự luyện nói một mình thì làm thế nào để có thể đánh giá được đây? Và nếu mình luyện tập với bạn mình thì trình độ của hai đứa ngang nhau, vậy nhận xét của bạn mình có hữu ích hay không? Và cuối cùng là có rất nhiều bạn băn khoăn là nên đi học trung tâm hay nên mua khóa học online để tự luyện tập tại nhà bây giờ. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ tập trung bàn về câu hỏi là khi mà mình tự luyện nói một mình thì làm thế nào để có thể đánh giá được năng lực của bản thân. Với mỗi một hình thức luyện tập khác nhau thì chúng ta sẽ có những cách đánh giá khác nhau. Hình thức đầu tiên là các bạn sẽ tập đọc thật lớn một kịch bản có sẵn và đã có sẵn mẫu audio rồi. Mục đích của hoạt động này là để các bạn luyện tập phát âm. Hình thức tập thứ hai được gọi là shadowing. Với hình thức này các bạn cũng có sẵn kịch bản nhưng mà các bạn sẽ đọc song song cùng với cả những gì các bạn nghe được. Mục đích của hoạt động này cũng là để luyện tập phát âm. Hình thức thứ ba là các bạn sẽ tập nói hoặc là tập thuyết trình dựa trên một kịch bản có trước. Lúc này thì các bạn sẽ không có mẫu là audio, cho nên là các bạn sẽ phải tự tìm cách phát âm cho đúng. Ví dụ như là các bạn chuẩn bị câu trả lời phần part 2 của IELTS Speaking chẳng hạn. Mục đích của hình thức này là để mọi người luyện phản xạ nói và luyện sự trôi chảy khi nói. Hình thức luyện tập thứ tư là các bạn sẽ tập trả lời câu hỏi. Lúc này thì các bạn sẽ chỉ có danh sách các câu hỏi mà chưa có sẵn câu trả lời và nhiệm vụ của mọi người là phải phản xạ để trả lời và vận dụng những từ vựng và ngữ pháp mà mình đã có. Hình thức luyện tập thứ năm là các bạn sẽ tập đối thoại hoặc là tập trả lời phỏng vấn. Các bạn có thể tự tưởng tượng ra mình tham gia một cuộc phỏng vấn và trả lời các câu hỏi được hỏi hoặc là luyện tập với bạn mình để có hội thoại hoặc là bằng một cách nào đó có thể nói chuyện với người nước ngoài. Và hình thức luyện tập cuối cùng là hình thức khó nhất. Lúc này các bạn sẽ sử dụng vốn tiếng Anh để diễn thuyết về một lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Bây giờ thì chúng ta cần phải lựa chọn công cụ để mà có thể kiểm tra và đánh giá bản thân. Thì với cả 6 hình thức này các bạn đều phải ghi âm hoặc là ghi hình lại nhé. Lý do vì sao? Đơn giản là bởi vì khi các bạn xem lại video mình nói thì các bạn có thể đánh giá khẩu hình của bản thân. Và khi các bạn nghe thì các bạn có thể đánh giá được cách mình phát âm. Ngày xưa lúc mà mình tự bắt đầu luyện nói tiếng Anh là hồi năm nhất đại học, lúc đó thì chưa có điện thoại thông minh và mình đã sử dụng gương, mình ngồi trước gương để tập nói và mình quan sát khẩu hình của mình qua gương. Còn bây giờ các bạn rất là tiện lợi rồi, đã có điện thoại thì chúng mình nhớ là chăm chỉ ghi âm hoặc là ghi hình lại nhé. Khi mà các bạn đã có phần ghi hình và ghi âm rồi thì với ba hình thức luyện tập đầu tiên, vì các bạn đã có kịch bản chuẩn bị sẵn và thậm chí là với hai hình thức đầu thì các bạn còn có cả audio ghi âm hoặc có cả video nữa, thì nhiệm vụ của các bạn là đối chiếu với cả tài liệu gốc để xem là mình đã làm đúng chỗ nào và làm sai ở chỗ nào, và mình sẽ đánh dấu lại những cái phần mình làm chưa đúng để mình sửa. Thì đó là cách chỉnh sửa thủ công. Bây giờ thì đã có rất là nhiều công cụ hỗ trợ thông minh hơn. Các bạn có thể sử dụng những ứng dụng như là Elsa. This summer,
I will visit a new country with two of my best friends. Elsa thì sẽ có ưu điểm là đưa cho các bạn feedback rất là nhanh về cách các bạn phát âm. Tuy nhiên hạn chế của phần mềm này là chưa có những video minh họa hay là hướng dẫn cách làm sao để có thể phát âm cho đúng. The three of us will meet each other in the north and travel for a month together to the south. Cho nên là các bạn sẽ phải ghi chép lại những âm mình phát âm chưa đúng và đi tìm cách phát âm những âm đó ở trên YouTube. Với ba hình thức đầu tiên, chủ yếu là chúng ta cố gắng đánh giá phát âm của bản thân. Các bạn có thể tự quan sát, đánh giá hoặc sử dụng sự hỗ trợ của phần mềm nhé. Với ba hình thức 4, 5, 6 thì đã bắt đầu có sự liên quan đến nội dung của câu trả lời. Lúc này để đánh giá thì ngoài đánh giá về ngữ âm và đánh giá về sự trôi chảy, bạn sẽ cần phải đánh giá về nội dung câu trả lời nữa. Và lúc này chúng ta cần sử dụng thang chấm điểm. Và thang chấm điểm thì có hai thang chấm điểm phổ biến nhất. Một là của khung tham chiếu châu Âu và hai là của bài thi nói của IELTS. Thì chúng ta sẽ dành thời lượng của video sau để bàn kỹ hơn về hai thang chấm điểm này nhé. Bước 3 và bước 4 sau khi mọi người đã xác định hình thức nói này và ghi âm này chính là mọi người cần phải ghi chép lại các lỗi sai, theo dõi cái quá trình tiến bộ của mình và điều chỉnh và tiếp tục luyện tập. Nội dung chính của video đến đây là kết thúc rồi. Mọi người có thể dừng video tại đây và tự hỏi về quá trình học speaking của mình và có thể mày mò thử một số các phần mềm mà mình đã giới thiệu nhé. Vì 72% phiếu bầu của mọi người là muốn Linh ngồi xem lại những video ngày xưa Linh đã từng nói tiếng Anh ở trong đấy. Cho nên là bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xem lại những video đó. Và Linh sẽ cố gắng hết sức để có thể xem những video này một cách khách quan. Mình sẽ đứng ở góc nhìn của một người giáo viên để tự nhận xét về bản thân trong quá khứ, để xem là ok có những điều nào mình cần cải thiện ở tại cái thời điểm đó và có những điều nào mà mình đã làm tốt rồi. Và hy vọng là lúc mà mọi người xem cùng với Linh thì mọi người cũng sẽ nhận được những thông tin bổ ích cho quá trình tự luyện tập kỹ năng nói tại nhà của mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video đầu tiên đi. Video đầu tiên mà chúng ta sẽ xem là của năm 2012. Nếu mà mọi người có xem video mà Linh kể chuyện là mình tự học tiếng Anh như thế nào rồi tự ôn thi IELTS làm sao ấy, thì chắc là mọi người sẽ biết là mình tự học tiếng Anh một cách nghiêm túc từ năm 2010 đến năm 2012 là đã được 2 năm. Và trong video này thì mình không phải là nói chuyện một cách tự nhiên, nó không phải hội thoại đời thường, không phải tự trong đầu nghĩ ra tiếng Anh và nói ra, mà mình có một kịch bản và mình và một người bạn nữa đã đọc cho chương trình radio của câu lạc bộ tiếng Anh Học viện Ngân hàng. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Ok, bắt đầu thôi. Our radio online today is the invasion of one of the most awaited sport events all over the world. It's none other than the Olympic Games. First and foremost, we're gonna participate in a great journey to way back to the interesting history of the Olympic Games. And thereafter would definitely be a special approach to one of the noblest missions during the Games, its Game Makers. The 2012 Summer Olympic Games deserve to become the most spectacular sport event around the globe. In terms of participants, venues and sports competing, the game really became a fantastic festival where great impressions were created among sports enthusiasts with its spirit, one world, one dream. Ok, như vậy thôi. Thì nói chung là cũng không đáng sợ như là mình tưởng. Có một điều mà mình nhận thấy được luôn, đó là vào thời điểm năm 2012 thì mình đang cố gắng phát âm đúng từng từ riêng lẻ. Có nghĩa là mình chưa nối được âm thanh lại với nhau. Thì tiếng Anh rất là khác tiếng Việt đúng không? Tiếng Việt của chúng ta là mình sẽ phát âm rõ từng từ một, từng tiếng một. Đó, còn tiếng Anh thì lại có hiện tượng là connected speech. Có nghĩa là các từ được nối lại với nhau để nói làm sao nghe cho nó tạo thành một cái flow ấy, rất là trôi chảy.
nghe như một bản nhạc vậy. Thì mọi người sẽ để ý thấy rất là rõ là Linh cố gắng đọc đúng từng từ một trong cái kịch bản mà Linh được đưa cho ấy, thì mình đã cố gắng đọc đúng. Và khi mình cố gắng đọc đúng riêng rẽ từng từ thì nghe nó có cái cảm giác là kiểu choppy ấy, giống như kiểu là mình đang chặt ra ấy, mình nói tiếng Anh nhưng mà mình lại dừng lại sau mỗi từ như là tiếng Việt. Lúc đấy Linh đã nói là most spectacular sport event, là mình tách ra thành 4 từ nhưng thực ra đáng lẽ phải là the most spectacular sport event. Ok, thì đấy là cái mà mình nhận ra đầu tiên này. Vấn đề thứ hai của Linh là mình chưa có ngữ điệu. Thì khả năng cao là tại thời điểm này bởi vì mình đang đọc từ trên giấy ra cho nên là mình không thể bắt chước theo ngữ điệu của một ai khác cả. Nhưng nếu mà mình nói thì bởi vì là Linh học nói bằng cách là bắt chước theo video trên YouTube cho nên là các cái ngữ điệu của Linh thì đều theo ngữ liệu của người bản xứ hết. Thì nếu mà Linh tự phải nói ra một câu thì nó sẽ có ngữ điệu. Nhưng nếu Linh đọc từ trong kịch bản đọc ra thì ngữ điệu nghe không rõ một chút nào cả, nghe nó đều. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là mặc dù đã rất cố gắng đọc đúng từng từ nhưng mà mình vẫn bị thiếu ending sounds. Ending sounds là âm ở cuối của từ trong tiếng Anh. Ví dụ như là cái âm mà mình hay bị quên nhất là âm S và cả Z của những từ mà kết thúc bằng chữ S. Thì đấy là ba vấn đề của mình hồi năm 2012. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một video khác. Mà trong video này thì Linh thực hiện một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Và đây là cuộc phỏng vấn với cả thầy Ryan, một giáo viên dạy IELTS. Video này được ghi vào năm 2014. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn. Sau đấy thì mình sẽ cùng nhau phân tích xem là có điểm gì tiến bộ và có điểm gì chưa tốt ở trong cái đoạn trong video này. The other skills I practice by myself. So I want to talk to them. I want to kind of share my experience in self-studying, like how to motivate yourself during that. What was the drive behind all of this? I mean, for some people, they have this very clear, I'm going abroad, I need this sort of mark. But for you, I mean, that wasn't so much in the game anymore. I mean, what was the fire beneath you that kind of pushed you to study so hard? I think that it's because the more I study English, the more I love it. Mm-hmm. And when you love something and you kind of have the motion to go to learn more about it and practice more. So the second time I did it because I love English a lot and I want to see how much did I improve through times. So I think that when you study for IELTS test, setting your goals, clear goals is important, but you know, enjoy everything that you do for the test is also important. So it sounds as though your advice, it fits right in with Vidit and Toby, who also stress the importance of making it enjoyable. It's so much easier to absorb things when you, yeah, when you like what you're doing and you like the process and it just doesn't seem like work to you. Right, that's right. I think that the more you love it, and then the easier you will find it. Because if you love doing it, then it will turn out like a game, like I said before. It will turn out like a game, not a test at all. So it's really enjoyable. Bởi vì là lúc mà thực hiện cái cuộc phỏng vấn này ấy, thì mình trả lời qua Skype và mình đã rất là căng thẳng luôn ấy. Kiểu nửa đầu của cuộc phỏng vấn là mình nói chuyện kiểu rất run rẩy luôn, đến nửa cuối thì mình đã đỡ run hơn nhiều. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cái thông điệp mà mình muốn truyền tải qua cái câu trả lời cuối cùng của mình ấy nó vẫn còn y nguyên như thế. Thế là kiểu thật sự là rất rất cảm ơn mọi người vì đã bình chọn bắt Linh phải xem lại những video ngày xưa mà mình từng nói tiếng Anh để Linh có cơ hội để xem lại những gì mà mình đã muốn gửi gắm, những gì mà mình tin tưởng về việc học tiếng Anh từ ngày xưa xưa rồi. Thì thật sự là rất cảm ơn mọi người. Thì đó, mọi người thấy là
nếu mà ở trong một cái tình huống giao tiếp bình thường và phải nói ra những gì mình suy nghĩ thì mình thấy là mình đã đạt được điều này. Tuy nhiên là có một vấn đề ở đây, đó là đến thời điểm này thì mình đã luyện tập tiếng Anh được 3 năm bằng cách xem video trên YouTube. Và mình xem rất nhiều vloggers đến từ nước Mỹ, và đặc biệt là họ sống ở khu vực LA. Và những vloggers này thì họ có một cái đặc điểm phát âm mà mình không biết là mọi người có nhận ra không. Đó là âm thanh đến từ việc làm rung cổ họng. Và âm thanh này được gọi là vocal fry. Đó, thì lúc mà họ nói thì họ cố tình làm cho cổ họng của họ rung ấy. Và hồi năm 2012-2013 thì với Linh cái âm thanh rung cổ họng đấy nghe rất là xịn, rất là sang, cảm giác nó rất là tự nhiên ấy, và nó ấm. Nên là Linh cố gắng bắt chước theo cái vocal fry đấy một cách subconsciously, là trong tiềm thức Linh bắt chước theo, bởi vì Linh xem rất là nhiều. Nên là mọi người sẽ thấy là giọng Linh rất nặng, có cái cảm giác là hơi đến từ bên dưới, từ bên dưới phổi đi lên, và rung cổ họng, và âm thanh bị nghẹn lại, bị rung ở trong cổ họng ấy. Thì nếu mà mọi người nghe thì mọi người sẽ thấy. Rồi bây giờ video cuối cùng mà mình muốn cùng mọi người xem lại là video mà gần đây nhất mình quay lại vào năm 2021. Thì video này là mình hoàn toàn không hề có kịch bản, không hề có kịch bản một chút nào cả. Và lúc đấy đến công ty thì mình quay luôn, và mình nói về lĩnh vực mà mình rất là hiểu biết về lĩnh vực đó. Đấy là ứng dụng tư duy hình ảnh vào học tập tiếng Anh. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng mình xem lại đoạn video đó nhé. This is the second way that I want to encourage you guys to use when you learn English. So right after a lesson or after a semester, you have a lot inside of your head, right? So I want you guys to use mind map to kind of jot down what you've learned. Once you have everything on a piece of paper, you might have a better understanding of what you have learned, and you might come up with new perspective of the knowledge that you've gained during the semester or during the lessons. So this is the second way that I want you guys to imply and implement visual thinking into your learning. Như mọi người có thể nhận thấy là mặc dù không hề có kịch bản, nhưng mình vẫn có thể nói rất trôi chảy. Mình có thể nói rất trôi chảy về vấn đề này. Và về mặt phát âm mình không có nhiều vấn đề lớn, mình nói nghe rất là rõ ràng. Mọi người có thể nghe thấy rõ ending sound và rõ cả connected speech. Về mặt từ vựng, nếu như mọi người muốn chấm trên thang điểm của IELTS ấy, thì mọi người sẽ nhận thấy là bạn Linh, bạn ấy vẫn để vẫn giữ được sự trôi chảy, bạn ấy đã hy sinh điểm từ vựng. Thì bây giờ nếu mà nhìn tổng thể lại thì mọi người sẽ hiểu là vì sao lúc mà đi thi mình sẽ được 7.5. Lý do là phần pronunciation của Linh sẽ là 8, phần mạch lạc và trôi chảy sẽ là 8, và hai phần grammar với cả vocab của Linh sẽ là 7. Khi mọi người cộng vào chia ra thì điểm đúng là 7.5, và không thay đổi gì qua các năm. Đó, đến năm 2020 lúc mà mình đi thi ấy, thì mình đã dành cả một năm đó để luyện tập việc sử dụng từ vựng như thế nào, và luyện tập những chiến thuật hữu ích với hy vọng là mình có thể nâng điểm speaking lên. Nhưng mình đã không thành công trong việc đó. Thì sẽ có một video khác trong tương lai chúng ta bàn về việc là vì sao mình chuẩn bị kỹ như thế mà không nâng điểm lên được. Video đến đây đã rất là dài rồi, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo khi mà chúng ta bàn kỹ hơn về cái thang chấm điểm kỹ năng nói nhé. Hy vọng là video lần này đã mang lại một số kiến thức bổ ích với mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye!